Bạn lưu tên chồng trong danh bạ là gì? Trái ớt hiểm siêu to khổng lồ. What? Củ chuối. À đâu. Mình lưu cô hồn. What the hell? Mình lưu số điện thoại chồng cũ là vong âm. Cái năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Lưu tên chồng mình là cục cứt to lớn, còn của mình là lỗ đít bé nhỏ ạ. Vợ mình lưu tên mình là 30 phút. Wow. Ôi, con mèo mướp của em. Ui, sợ quá, phải ban nó thôi. Chồng mình tên Trung, quê Bắc Giang nên mình lưu là Trung Bắc Giang. Con của ba mẹ chồng. Thiên thổ suy ra thô thiển. Ân oán giang hồ. Con trai của ta. Yêu dâu xanh. Xin hỏi tổ tư vấn, bố họ Hà thì nên đặt tên con là gì ạ? Hà Thiên Lộn. Con gái thì đặt Hà Thiên Lộn, con trai thì đặt Hà Thiên Bùi. What the hell? Con trai tên Hà Bá, con gái tên Hà Mã. Nani? Tên nhạc nha, Hà hơi thổi nhạc. Oh my god. Bỏ đệm đi đặt tên là Hà Hà Hà, lúc nào cũng tươi cười. Hà nghịch lỗ lai xâm phạm. Hà ngọc sáng lung linh long lanh lóng lánh ánh sao mai. Hà ngọc hồ. Yêu nước thì Hà Nội, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh. Muốn hướng ngoại thì Hà Lan. Yêu động vật thì Hà Mã. Thích nghe nhạc thì Hà Anh Tuấn, Hà Phương. Thích người mẫu thì Hà Anh. Thích luật sư thì Hà luật sư top top. Thích khỏe mạnh thì Hà Thủ Ô. Thích văn thơ thì Hà Minh Đức. Thích ăn ngon thì Hà nấu món gì ngon. Đam mê chữ lộn có Hà Thiên Lộn, Hà Bá. Chồng ơi, em đang ở số 5 Nguyễn Phong Sắc. Anh ra chở giúp em cái này về phòng trọ với. Vui cái gì vậy em? Đồ người ta bỏ đi, phòng chật thế mang về làm gì? Mang về làm ghế ngồi cho đỡ phí. Cứ ra chở giúp em với. Xe ông nào ra lấy về. Wow. Mang về làm con nu phước thịnh. À đâu. Sáng mai mình đi mua nhà cần một bạn khéo ăn nói mặc cả cho mình từ 3 tỷ xuống 1 tỷ 5, phí 100 triệu. Mai mình có ý định đi ăn cướp, cần tuyển 5 bạn đi cướp hộ. Mình ngồi nhà đợi tiền cướp về, nếu cướp được 5 tỷ mình gửi mỗi bạn 500 triệu. Ai bị bắt phải đi tù thì mình gửi thêm 50 triệu tiền chi phí cơ hội. Hả? 100 triệu phí bảo trì răng phải không ạ? Mặc cả thành công được 100 triệu nhưng thất bại thì tiền viện phí không thấy đâu. Tìm một bạn bán nhà 1,5 tỷ mà giả bộ hách giá lên 3 tỷ để mình trả giá xuống, tiền công 50 triệu. Wow. TikToker người Nga Sonia sốc nặng trước dãy hàng bán thịt chó ở Việt Nam. Chó không phải là đồ ăn, chó là bạn. Có rất nhiều đồ ăn rồi, không cần ăn thịt chó. Ở một diễn biến khác, em cũng rất buồn. Nhà em gần quán thịt chó nhưng đi mua vẫn hết lòng chó. Tại sao vậy? Tại sao mới ăn hôm qua nay lại thèm? Em cũng buồn vì lâu lắm rồi không được ăn. Ôi giời ơi. Hồi sinh viên mình cũng yêu chó lắm, nhưng vì nghèo không có tiền mua cả con, chỉ đủ tiền mua theo lạng. Trời ơi chưa. Là
một người yêu động vật, đặc biệt là loài chó. Dù rất yêu thích nhưng vì kinh tế còn hạn chế nên tôi không mua được cả con mà mua theo đĩa để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Thịt chó cũng chỉ là máu mủ tanh hôi, cái bẫy luôn ngồi vô lượng kiếp, ăn chín ngon hơn ăn sống. What the hell? Cho bà ấy ăn thử đi, mấy bữa nữa thế nào cũng có hẳn một series review đặc sản thịt chó ở Việt Nam, lại bảo không ngon. Ngày trước ở nhà mình cũng ăn thịt chó, nhưng từ khi sang Nhật mình thấy họ quý mến chăm chó như người nên mình cũng sẽ không ăn thịt chó nữa. Vào buổi tối lọ mẹ mình kể nhà ăn thịt chó mình một miệng nói, ngon thế mẹ, con cũng thèm. Nhà trọ sinh viên học viện tài chính, có ai cho BG ở ghép không ạ? Mình biết nấu ăn, rửa bát, quét nhà, cao 1m7 nặng 68kg ạ. Mình nói được tiếng Nhật và tiếng Anh nữa. Tiếng Nhật chắc Yamete Kudasai với Kimochi, còn tiếng Anh chắc Oh My God. Oh my God. Cộng thêm cờ mon, Z-Pak Mi. Quá chuẩn luôn. Phòng 4m2 cộng chu cấp bộ đồ kẻ sọc được nhà nước bao ăn ở. What the hell? Thiếu nhá bạn còn được tặng kèm đôi lắc tay bạc làm lưu niệm nữa. À đâu. Có ai là con người ở ghét không ạ? Tôi không biết nấu ăn, không biết rửa bát quét nhà gì cả, không nhớ chiều cao, cân nặng chưa đo, mình nói được tiếng kinh và tiếng mẹ đẻ. Biết nửa đêm nằm ngửa dạng ra là được nha. What? Cua gái bằng 4 từ. Nhà anh bán xăng. Wow. Giàu nhất khu nghèo. Trời ghê chưa. Xe anh đầy bình. Tuy anh không giàu, anh có cái này, nó to thế này này. Ôi giời ơi. Em cưa anh đi. What the hell? Nhà cố, bố quan. Chúc mừng bạn Duyên Ami là người có câu trả lời đúng chưa chỉnh sửa và sớm nhất câu hỏi IQ. Bạn Duyên Ami cũng là người có câu trả lời đi kèm với giải thích đúng và nhanh nhất. Ngoài ra top 10 bạn sau cũng có câu trả lời đúng nhé. Teren J, Henry J, Em là kỷ niệm, Hữu Nhân Lê, Kiên Nguyễn, Nguyễn Thường, Yêu Lu Block, Vui Xíu, Hiếu Capeni, Quang Dũng. Còn đây là câu hỏi phần này, tìm số tiếp theo của dãy sau. 5, 25, 29, 85, 89. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.